thu âm quảng cáo, thu âm phát loa, giá cực hấp dẫn. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo. VinFast triển khai chương trình Phủ Xanh Việt Nam ưu đãi tới 12 triệu đồng cho khách hàng chuyển đổi xanh sang xe máy điện. Hà Nội ngày 16 tháng 9 năm 2024. Tiếp nối chuỗi hành động, mãnh liệt tinh thần Việt Nam vì tương lai xanh trong bối cảnh thiên tai và biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến khó lường. VinFast công bố triển khai chương trình Phủ Xanh Việt Nam với ưu đãi hấp dẫn lên tới 12 triệu đồng, góp phần hỗ trợ người tiêu dùng dễ dàng sở hữu xe máy điện, qua đó đóng góp trực tiếp vào công cuộc chuyển đổi xanh. Nhận thức sâu sắc về những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với môi trường và cuộc sống người dân, VinFast quyết định triển khai chương trình Phủ Xanh Việt Nam từ ngày 20 tháng 9 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024 dành cho tất cả khách hàng mua xe máy điện VinFast. Cụ thể, với khách hàng mua xe theo hình thức thuê pin, VinFast dành tặng món giá trị giá 3 triệu đồng có thể quy đổi thành quyền lợi tích lũy trên thẻ khách hàng thân thiết VinClub để sử dụng các dịch vụ khác của Vingroup, hoặc quy đổi thành tiền mặt để thanh toán khi mua xe. Với khách hàng mua xe kèm pin, mức ưu đãi lên tới 12 triệu đồng có thể quy đổi theo hai hình thức trên. Như vậy, khách hàng chỉ cần chi từ 15 triệu đồng là có thể sở hữu ngay một chiếc xe máy điện Evo 200 hoặc Evo 200 Lite thời trang, thông minh và chất lượng, với khả năng di chuyển tối đa lên tới hơn 200 km sau mỗi lần sạc đầy. Mức giá tương ứng dành cho các mẫu xe Felix S, Clara S2, Vento S và Theno S theo hình thức thuê pin lần lượt là từ 24 triệu, 32 triệu, 47 triệu và 60 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với các mẫu xe máy sang cùng phân khúc có chất lượng và khả năng vận hành tương đương. Trong khi đó, nếu mua xe kèm pin, khách hàng chỉ cần chi từ 25,9 triệu, 34,9 triệu, 42,9 triệu, 57,9 triệu và 70,9 triệu đồng lần lượt cho các mẫu xe Evo 200, Evo 200 Lite, Felix S, Clara S2, Vento S và Theonest. Mức giá này rất cạnh tranh so với các mẫu xe máy sang cùng phân khúc, trong khi chi phí sử dụng được giảm tới mức tối thiểu chỉ còn tiền sạc điện, qua đó tạo điều kiện lý tưởng cho người tiêu dùng dễ dàng chuyển đổi xanh cùng xe máy điện VinFast. Không chỉ dễ dàng sở hữu xe máy điện VinFast, còn giúp người dùng tiết kiệm lên tới 35% chi phí sử dụng trong vòng 3 năm so với xe máy xăng. Đặc biệt, các dòng xe máy điện VinFast còn được bảo hành chính hãng lên đến 5 năm, dài hơn bất kỳ dòng xe máy xăng truyền thống nào trên thị trường. Đi cùng thiết kế thời trang, hợp xu hướng, xe máy điện VinFast được tích hợp hàng loạt công nghệ thông minh tiên tiến như kết nối smartphone, theo dõi tình trạng xe qua ứng dụng điện thoại, đồng thời có khả năng chịu đựng mực nước sâu 0,5 m trong vòng 30 phút theo tiêu chuẩn kháng nước IP67. Nhờ đó, người dùng có thể an tâm sử dụng xe máy điện VinFast ở nhiều điều kiện, địa hình và thời tiết khác nhau. Với việc lựa chọn sử dụng xe máy điện VinFast thông qua chương trình Phủ Xanh Việt Nam, người tiêu dùng còn có cơ hội trực tiếp đóng góp cho công cuộc chuyển đổi xanh, qua đó góp phần kiến tạo tương lai xanh, trong lành và bền vững cho các thế hệ mai sau. Theo tính toán từ số liệu nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp USDA và Cơ quan Bảo vệ Môi trường EPA Mỹ, mỗi km di chuyển bằng xe máy điện thay cho xe máy xăng có thể giúp giảm phát thải 0,048 kg CO2 ra môi trường. Nếu mỗi xe máy điện di chuyển trung bình 45 km trên ngày, ước tính lượng CO2 giảm phát thải ra môi trường trong 10 ngày sẽ tương đương với một cây xanh quang hợp trong một năm. Như vậy, bằng việc chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện VinFast, mỗi khách hàng có thể tự mình trồng mới thêm 36 cây xanh mỗi năm theo cách riêng của mình. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.